Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Clip này thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua về chiếc bằng nghệ nhân thủ công truyền thống Việt Nam. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á Việt Nam, Chủ tịch Tiến sĩ Trần Quốc Trị đã trao tặng bằng chứng nhận danh hiệu nghệ nhân thủ công truyền thống Việt Nam, đó là ông Dương Văn Hiền. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã được cấp tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 11 năm 2018. Thì qua rất nhiều lần khảo sát thì Ban Chấp hành Trung ương đã đi đến quyết định là trao tặng bằng nghệ nhân thủ công truyền thống cho ông Dương Văn Hiền, thì để nhằm phục vụ quý khách trên toàn quốc. Thì chúng tôi luôn đặt uy tín lên hàng đầu, vì thế quý vị muốn đặt hàng đồ gỗ đẹp thì hãy liên hệ theo hai số 0986 88 3349 hoặc 0985 22 6684.